Xin chào anh em, chào anh em đến với kênh Trai Phú Núi. Kênh Trai Phú Núi chia sẻ về cuộc sống ở nông thôn. Mệt quá anh em ạ, mồ hôi vã ra như tắm luôn. Anh em có thể thấy bên này này, nắng kinh khủng không? Giờ mới có 10 giờ kém 20. Trai Phú Núi sáng nay tiếp tục bón phân cho cây mận cơm và lấp đất ở trong nắng một lúc thôi mà mồ hôi vã ra như tắm luôn, quá kinh khủng. Có thể là một số anh em sẽ thắc mắc rằng thời tiết nắng nóng này bón phân cây nó có hấp thụ được đâu. Mình sẽ trả lời như thế này: hiện tại thì Trại Phú Núi vừa gặt xong, cũng chưa có nước để làm cái vụ tiếp theo này, nên là tranh thủ bón phân cho cây mận thôi. Cái tiếp nữa là kiểu dịch kiểu khoảng cho là tuần nữa đi, dự báo như vậy nó sẽ có mưa. Lúc đấy mình bón phân cho cây mận xong rồi, mình lấp đất xong rồi thì mưa xuống nó có thể hòa tan, cây mận cơm có thể hấp thụ được chất dinh dưỡng từ phân mình bón. Và lúc đấy mình cũng không có thời gian để bón chăm sóc cây mận nữa, mình lúc đấy mình sẽ chuyển sang đó là cày cấy, cày bừa để chuẩn bị cấy vụ tiếp theo này. Nắng khá lâu rồi, kiểu gì nó cũng mưa. Thế hôm trước dự báo là tuần này này, chủ nhật tuần này mưa đến hết tuần sau. Nghe nói vậy, không biết phải không, dự báo, đấy cũng dự báo thôi. Nhưng mà với công nghệ hiện đại như bây giờ ấy, dự báo nó chuẩn hơn rất nhiều so với lúc trước, thời xưa. Hôm nay mình đi bón phân cho cây mận cơm này, phát hiện một quả trứng, không biết quả trứng gì đây, trứng chim hay trứng rắn gì đó mà chú mốc nó cảm ở đâu về ấy. Chú mốc đẹp trai cảm ở đâu về, anh em biết quả trứng gì đây thì để lại bình luận bên dưới video nhé, xem đây là trứng gì. Chả biết trứng gì nữa thì chú mốc cảm về, mình thấy trắng trắng ở trong mồm, mình tưởng nó bị sùi bọt mép gì đó, tưởng nó bị con gì cắn bị sùi bọt mép cơ, nhưng không phải, nó đến gần chỗ mình phát hiện ra quả trứng, mình xin nó luôn, xin nó thả xuống tay mình, nhưng mà chiều về cho nó, trưa về cho nó ăn kẹo, thế là cho mình thôi. Này, anh em biết quả trứng gì đây thì để lại bình luận nhé. Mình nghĩ là trứng rắn, nhưng mà trứng rắn làm gì to này, trứng rắn thì chắc không phải, mình nghĩ là trứng chim thôi, chim gì đó. Gà rừng thì nó quả lại nhìn so với quả này mình thấy hơi nhỏ, mình cũng chưa thấy quả trứng gà rừng bao giờ đâu, nhưng mà nghĩ là quả này nhỏ đấy, nghĩ là trứng chim, không biết chim gì nhỉ? Chắc quả này nó đè dưới đất ở một bụi rậm nào đó, chú mốc đẹp trai phát hiện ra và cảm đến chỗ mình. À, anh em nào đam mê xổ số thì có thể chơi 0001 gì đó, kèm theo một chú chó nữa, chú chó cảm quả này về, có thể là 0990. Chó là cầu mà, cầu có nghĩa là 9. Đây là theo suy luận của Trại Phú Núi anh em nhé. Anh em thích phang có gì phang. Có thể hôm nay vẫn về một quả trứng đi, 01 đi. Hay là 00. Một quả trứng với một con chó. 9 à? 19, 91. Không. Không phải, chắc không phải đâu. Suy luận tôi 0990 0001 anh em nhé. Theo suy luận của Trại Phú Núi, anh em suy luận được ra số gì thì chơi thôi. Chúc anh em may mắn. Tôi video
Trái phố núi cũng xin được tạm dừng ở đây. Giờ cũng nghỉ thôi anh em ạ. Trời nắng quá, giờ làm ở ngoài trời nắng nóng này cũng mồ hôi nhễ nhại, cũng vất vả. Anh em nghỉ sớm, làm gì cũng có thời gian nghỉ anh em ạ. Tôi chào tạm biệt anh em nhé.